môi sang thức giấc đánh răng bằng nước, lạnh lùng cầm hơi bằng hai điếu thuốc. Dẫu biết bữa sáng không nên nhịn đói, mà sao không có tiền ăn. Ở quê mẹ yêu sương không cần nghĩ, giờ buồn vì tiếc điều ta đã có. Dẫu biết hàng tháng vẫn có trợ cấp, mà sao vẫn cần thêm. Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận đói ăn mì tôm, nhiều lúc không có nước sôi đành ăn mì sống chiều với nước lọ. Chỉ biết lặng nhìn bọn làn cơn thơm thơm, lòng anh thắt lại nghĩ đến mình vẫn đang ăn mì. Vừa mua xe máy cho đỡ lo lắng đi học xa, thì giá xăng cứ tăng lên mẹ thường gửi thêm mỗi tháng ít tiền. Ngày xưa là đại ca lại cứ boss, cho đến bây giờ chúng ta nhận ra đã biến thành thằng sinh viên. Con tốt năm hai thì dốt, vừa được điểm danh là đi đế chế. Cho đến năm cuối lo thi gần chế, mà sao vẫn nợ môn. Học lại ba bốn lần vẫn môn chiến chưa được qua, còn mấy môn rất linh tinh tự nhiên về sau mới biết cũng nợ. Chỉ biết học bù nhanh nhanh cho sớm qua, còn đi lấy bằng nghĩ đến thầy ước không gặp lại. Giờ đây khôn lớn thì cũng đã biết đi làm thêm, vừa kiếm thêm chút chút tiền đổ xăng và cơm ăn cũng nó vừa. Chỉ lo ở trường không ra mai mới, biết đến khi nào chúng ta trả xong hết mây mồn còn thiếu. Ngày nào năm nhất giờ đã năm cuối sao thật nhanh, một tháng bao nhiêu vui buồn hiện ra lù lù như mới hôm nào. Còn nhớ nhiều lần đi thì đang chết vào, bị cô bắt gặp thế mà lại có muốn học lại. Nhiều hôm đang chán ca lũ lên mép nghe nhạc chê, một lúc sau chán hơn nhiều bật phim Nhật lên xem thánh kêu rời. Giờ đây phải rời xa nhau mãi mới, biết đến khi nào chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau. Từ nay chúng ta không cùng xem JIV, không cùng nhau đi thi lại và chơi xếp hình. Mình là Cao Cao, hiện là sinh viên năm cuối đang theo học tại một trường đại học danh giá nhất nhì con phố Tây Sơn. Như bao bạn sinh viên năm cuối khác,
mình đang rất trăn trở vì vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Trong đầu mình dù đã có câu trả lời nhưng luôn hiện hiện những câu hỏi vì sao, vì sao và vì sao. Vì sao mà nhiều bạn sinh viên sau khi ra trường không có việc làm? Vì sao mà nhiều bạn thậm chí học hành kém hơn cả những bạn khác mà lại có việc làm tốt hơn? Mà có nhiều bạn vì sao lại học ngành này nhưng ra lại làm ngành khác? Thật sự mình cảm thấy rất khó hiểu. Mặc dù mình đã hiểu rồi, và mình xin đúc kết lại những thứ mình đã hiểu cho các bạn nghe. Các bạn, mình xin lỗi. Các bạn ấy cần phải hiểu ấy, các bạn chính là tầng lớp thanh niên, là tương lai của Tổ quốc và tương lai của đất nước. Nếu như các bạn không có việc làm thì cái đất nước này coi như là không có các bạn. Em có thể dối anh trong lời nói, nhưng làm sao dối được trên Facebook. Em nói là sẽ ấn share clip, mà sao chưa thấy đường link. Nghẹn ngào giây phút anh thấy từng clip anh bị đen. Mẹ bố tiên sư bố còn thằng nào thừa hơi report anh mày. Cần biết thằng nào mà hay report anh phòng tôm chết luôn. Ghét cái bọn dislike gắn cờ.